Tôi đã trở lại cùng với Genshin Impact đây. Tình hình chung là chúng ta sắp sửa đón chào một phiên bản 4.2 vô cùng mới mang tên Vũ Điệu Của Tội Lỗi, cùng với đó là rất nhiều nội dung và sự kiện hấp dẫn khác. Đây đây đây, các bạn nhìn lên màn hình nè, nhân vật mới này mang tên là Furina với 5 sao hệ thủy và sở hữu vũ khí kiếm đơn tên là Sắc Nước Lộng Lẫy. Flex xíu là thanh kiếm này có độ hiếm lên đến 5 sao đó nha các bạn. Quay lại thì Furina mang trong mình một trọng trách là một vị thần. Furina còn sở hữu lối chơi gây sát thương, cùng với đó là búp sát thương cho đồng đội nữa. Ngoài ra, chúng ta còn có Charlotte là một phóng viên tờ báo nổi tiếng. Kỹ năng của Charlotte là hồi máu và gây sát thương. Thật sự là một nhân vật rất là đáng gờm. Và trong đợt này ở sự kiện cầu nguyện từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 sẽ xuất hiện banner của Baizu, Baidu và Kolei. Thêm nữa, các sự kiện mới sẽ có rất nhiều phần quà và những cái nhân vật vô cùng quý đang chờ đón các bạn, như là tham gia sự kiện chuyến thám hiểm kỳ ảo của Telsi sẽ nhận được một nhân vật Freminet, hay các sự kiện đấu nắm chiến thuật, thí nghiệm nhận dạng hình ảnh, chiến tuyến mê thành và trường thủy cảnh. Nói chung là tham gia liền tay để nhận quà nào các bạn ơi. À đây, phiên bản mới thì phải có khu vực mới đúng không mọi người? Nghe bảo là có khu rừng Erinis và khu Mod mới đó mọi người. Và tham gia vào game để khám phá những khu vực này nha. Tôi chờ các bạn trong phiên bản 4.2 này nhé. Bấm ngay vào đường link tải ở dưới phần mô tả hay là dưới phần bình luận video này để tải liền Genshin Impact về máy chơi cùng tôi. Còn bây giờ thì theo dõi nội dung tiếp thôi. Vì Minecraft của tôi đã trở lại bình thường rồi, trời đất ơi đáng yêu quá. Hùng cái con quá, trời đất ơi, cái cỏ bình thường này trở lại, cái con gà nó cũng trở lại bình thường rồi, trời đất ơi tuyệt vời quá các bạn ơi, đúng là yêu Minecraft bình thường biết bao nhiêu. Thuốc chân thật này cũng hay thiệt đó, nhưng mà tôi sẽ không xài nó nữa đâu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cất nó vô đây và sau đó mình sẽ vô làng sinh tố để ăn mừng cùng với mọi người rằng Minecraft đã trở lại bình thường rồi. Yeah yeah. Đi thôi nào. Thuốc chân thật sao? Thì ta sẽ lấy nó. Nó đây rồi. Tướng sĩ tô gà SL lần này sẽ không thất bại nữa đâu. Và bây giờ ta sẽ nâng cấp cái thuốc chân thật này lên. Thành thuốc chân thật siêu kinh dị. Mọi người ơi, mọi người ơi, Minecraft trở lại bình thường chưa? Minecraft bình thường rồi. Minecraft thân yêu của tụi mình trở lại bình thường rồi các bạn. Ôi à, tôi yêu Minecraft như thế này lắm á. Các bạn có yêu Minecraft không? Vì vậy bình luận ở dưới nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nhà tao ăn mừng đi tao gà. Ok ok, vô nhà Huy đắp chơi thôi nào mọi người. Let's go. Ok. Để mở TV lên coi cái coi. Ok, hãy lên coi TV nào. Có vẻ tụi bay đang rất mừng vì Minecraft của tụi bay trở về bình thường rồi đúng không? Cái gì vậy? Đó chính là ông tiến sĩ tô gà chấm mẹ đen. Mà sao ông lại ở trên TV vậy? Nhưng không, ta đã chế tạo ra một cái thuốc mới. Thuốc này không chỉ biến mọi thứ trở nên chân thật mà còn cho nó chân thật một cách đáng sợ. Cái gì? Đó là thuốc chân thật của mình mà mình nhớ là mình cất vô trong nhà mình mà. Okay. Đúng rồi. Không lẽ nào ông đó là ăn cắp thuốc của mình sao? Được rồi, bây giờ ta sẽ thử nghiệm cho các ngươi coi. Cuốn con ở đây nào. Ôi chà. Hay lắm. Và con cúng con bây giờ đã trở thành con ma sói vô cùng đáng sợ. Mọi người nhìn kìa. Ôi trời ơi, trời ơi, ma sói nhìn ghê vậy. Ma sói vô cùng đáng sợ luôn. Vậy là cái thuốc đó ông đã nâng cấp lên một cái gọi là tầm cao khác rồi. Nó không những là nó chân thật mà nó còn chân thật một cách kinh dị luôn. Người thấy thí nghiệm của ta như thế nào? Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tắt TV luôn rồi. Vậy có nghĩa là ông đang tiến tới chỗ của tụi mình với cái thuốc đáng sợ đó mọi người. Nên là bây giờ chúng ta không xong rồi. Ôi trời ơi, sao quá tôi chạy. Đây mọi người chạy đi cho tôi coi. Trời ơi, sao mình chạy trước vậy? Ờ chạy trước đây kia tôi làm gì nữa. Dắt tự gì sau lưng ông kìa. Dắt ơi, coi chừng kìa. Trời ơi, đó chính là cái con sói kinh dị chân thật của ông tiến sĩ mà sao nó tới đây được vậy? Lâu rồi không gặp nhỉ, tô gà. Ông tính làm gì tụi tôi hả ông tiến sĩ độc ác kia? Ta sẽ sử dụng cái thuốc này quăng lên mọi thứ, quăng lên cả người nó bay luôn. Cái gì? Ta sẽ biến tất cả mọi thứ thành siêu chân thật đáng sợ luôn. Cái gì siêu chân thật một cách đáng sợ đó? Thôi chạy đi mọi người ơi, con sói nó tới kìa. Chạy. Vô lẹ ơi, con quái nhà con đang rồi kìa. Mọi người an toàn chưa vậy? An toàn rồi. Nhưng mà ông tiến sĩ tính làm gì vậy? Không biết nữa, được rồi để coi. Cái tên tiến sĩ kia rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả? Ngươi nghĩ ta hãy thoát khỏi ta sao? Chú chú cho lên, lên đây. Chú cho lên. Trời ơi, ông kia một cái đồ ăn tàu ba đó rồi. Đúng vậy, tiến hợp ra. Ông qua cái thủ kinh dị đáng sợ chân thật cho kìa. Ôi, đó
Các ngươi nghĩ có thể chạy được sao? Bây giờ ta sẽ kết hợp cây súng và cây thuốc này lại. Kết hợp nào? Giờ ta đã đưa thuốc vào cây súng này rồi. Và ta sẽ bắn nó vô mọi thứ. Chạy tới nhà tôi nhanh lên, nhanh lên. Mọi người chờ coi, mọi thứ không ổn rồi. Bây giờ không biết phải là kỳ vậy. Mọi người, hình như Minecraft nó có gì đó không ổn. Mọi người, sao tôi thấy cái gì đó lạ lạ. Sao cái mọi thứ bây giờ nó trở nên chân thật rồi. Nếu mà cái kho đồ của tôi bây giờ nó cũng chân thật một cách đáng sợ luôn. Có hình bộ xương luôn nè, nó có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như thế giới của mình đang trở nên chân thật một cách đáng sợ rồi. Chân thật một cách đáng sợ sao trời ơi? Tiến sĩ, ông đang làm cái gì vậy? Tụi bay đâu rồi? Tôi sẽ biết tụi bay trở thành một con cá sợ cho mọi người. Chạy, ông đó, ông đã biến cái thế giới này thành hả? Một thế giới chân thật, một cách đáng sợ luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình phải làm gì? Cái thuốc đó là do ba của em sáng tạo ra. Nên là bây giờ nếu muốn tìm được cách giải, chỉ có cách là phải đi tìm ba gà của em thôi. Ôi bây giờ chị thấy chỉ còn cách đó thôi. Đúng rồi, chỉ còn cách đó thôi. Bây giờ chúng ta hãy qua nhà của ba tao nhanh đi Huy ơi. Huy ơi, coi chừng kìa. Bắn trúng rồi. Ấy sao cơ thể tao trở thành cái gì vậy tao gà? Trời đất ơi, Huy đất đã trở nên chân thật hơn. Nhưng mà chân thật một cách đáng sợ luôn rồi. Sợ mắt quá Huy vậy. Ấy sao giống cái mặt tao ngoài đời vậy? Trời đất ơi, tao không biết Huy đất ơi. Trời ơi. Chúng ta sẽ trở nên chân thật giống như là Huy đất luôn đó. Các bạn không còn là Minecraft nữa đâu. Chạy lại, xuống lại. Ôi trời ơi, chạy xuống đây trốn đi anh em ơi. Xuống đây mọi người nha. Đây là Huy đất đâu. Ơi Nabi đâu rồi, xuống đây luôn Nabi ơi. Trời đất ơi, may quá. Ông bỏ đi rồi, các bạn ổng không thấy tụi mình được rồi. Lên đi mọi người, lên. Trời ơi. Bây giờ các bạn nhìn lại, cơ thể của thằng Huy đất trong Minecraft này có khác gì các người ngoài đời đâu chứ. Mắc cười quá. Ui da. Các bạn thấy Huy đất như thế nào đừng quên comment ở dưới nha. Chọc nhau nữa, tụi mình mau tìm cách đi tìm ba con gà đi, nhanh lên. Đi về được cái nhà của em mới là điều quan trọng. Tại vì cái ông tiến sĩ đó đâu ở gần đây. Các bạn ơi, ổng hả ngăn chặn mọi nẻo đường của mình luôn. Mình mà đi ngoài đường mình lộ liễu một cái là ổng bắn, một cái là mình trở thành chân thật luôn đó. Mình đi trên đây không được, mình đi xuống dưới hang đây. Đi xuống dưới hang à? Cũng là một ý kiến hay. Trên mặt đất thì sẽ bị lộ, thì chúng ta nên đi chui xuống hang đi anh em à. Ok đi thôi. Ok rồi. Đi thôi các bạn ơi. Cái này có phải là ý hay không vậy? Thấy nó đáng sợ quá chạy đi. Ui, chỗ này lỡ rồi. Bây giờ là cái gì nè, trời ơi, ở dưới hang nó có lava chân thật này. Coi chừng bên này né ra, coi chừng dính lava một cái là chết luôn. Nhảy qua đi coi. Ôi, đi tiếp nè mọi người, nhanh lên. Đúng là dưới hang nguy hiểm rồi. Trời, nó vừa tối mà nó vừa nguy hiểm quá các bạn. Ok vậy. Cái gì đó? Bây giờ Creeper nó cũng trở nên chân thật đáng sợ luôn rồi. Chạy lẹ đi mọi người. Trời ơi, dưới này tối quá. Lên đi. Ok vậy. Như tôi mà nghe tiếng con gì dịch chuyển rồi. Mọi người, bên trái tôi là cái con gì mà nó đáng sợ quá vậy? Con gì vậy? Đó như là Enderman sao? Cuối cùng cũng đẩy nó được vô lava rồi. Con Enderman đáng sợ quá trong cái thế giới này. Hình như là đường ra đây rồi nè mọi người. Lên, hình như là tới rồi nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt cua ra khỏi chỗ này cái đã. Tới nhà của tôi gà, đúng rồi kìa các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Mọi người bình tĩnh nha. Nhà bây giờ nó có vẻ nguy hiểm lắm đó. Bây giờ để xem có ai xung quanh không đã. Theo như em thấy thì không có ai ở đây hết là anh em ơi. Tụi bay đâu rồi? Tao phải biết tụi bay hình siêu chân thật kinh dị nữa chứ. Đâu rồi, ra đây. Trời ơi, đúng là tên tiến sĩ tô gà này thông minh thôi chứ. Nhưng mà bây giờ hắn đang đi tìm xung quanh nhà được rồi. Cơ hội của chúng ta đây. Chạy vô. Ông tiến sĩ ông không có biết mình vô nhà đâu. Hè, tụi mình quá là thông minh mà. Ok vậy chị Debbie. Cái gì vậy chị Debbie ơi? Có chuyện gì vậy? Là ông tụi bay tưởng tụi bay đây thoát khỏi ta được sao? Tại sao ông lại ở trong này chứ? Đừng mà. Giờ thì con nhỏ màu tím này chân thật đi. Ây da! Chị Debbie bị bắn rồi. Chị Debbie có sao không vậy chị Debbie? Tụi ơi, chị biến thành cái gì rồi nè? Vậy chị Debbie sao trở thành một người mèo Nabi màu tím luôn rồi? Trời ơi, sao có thể của chị kỳ vậy? Thôi là nhìn cũng dễ thương đó chị Debbie ơi. Không có sao đâu, nhìn cũng dễ thương mà. Chưa hết đâu. Chưa hết đâu hả? Là sao? Ta còn phải điều khiển tụi nó nữa. Cái gì? Điều khiển tụi nó là sao? Huy đất với Nabi đừng nói là. Bắt hẳn tôi gà lại đi. Ôi không, ôi đừng lên. Ôi đừng, có nghe lại. Ôi, mọi người làm gì vậy? Trời ơi, Huy đất với Nabi đang bị điều khiển rồi. Trời ơi, các bạn
nhìn kia có con là Nami đưa đi đó không vậy? Hai người tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi mà. Mình phải có thuốc giải nhanh thôi, nếu không là không ổn đâu. Chết rồi, giờ sao đây? Mình biết kiếm thuốc giải đâu, bây giờ tên kia nó chặn ngôi nhà mình lại rồi. Đúng rồi. Ủa sao ba lại ở đây vậy trời ơi? Con tưởng ba bị hắn bắt rồi. Ta không những thoát được mà ta còn thoát được với trời nước giỏi nè. Cái gì? Ba đem chạy thuốc giải cho xong. Wow, ba đỉnh quá dạ. Giờ hãy dùng cái thuốc này để mà giải cho người bạn con ơi. Con biết rồi, con cảm ơn cha trời đó ơi, cha mình đã xuất hiện đúng lúc rồi. Được rồi, bây giờ để con thử quăng mấy cái thuốc này vô bạn của con coi. À đây rồi, bắt con gà này. Được rồi, quăng thuốc giải vô đi nắp đèn. Trở lại bình thường đi. Ủa, trở lại bình thường đúng rồi, rồi đắp trở lại bình thường ở trong Minecraft cái đó bởi không còn chân thật nữa. Yeah, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Còn Nami dễ thương được, mặc dù hình tượng này cũng dễ thương nhưng mà Nami không rồi. Được rồi, tỉnh lại đi Nami, tỉnh lại đi Nami ơi. Nami tỉnh lại chưa hả? Bây giờ hai người trốn vô cùng với ba tôi đi, ba tôi sẽ dẫn hai người tới chỗ an toàn. Còn bây giờ để tôi xử lý cái tên đó cái. Ha ha, ông Tiến sĩ ơi, tôi đã có thuốc giải rồi. Sao đây nè, tôi có thuốc giải được, ta đã lấy hết rồi mà. Ha, người quên mất là cha ta là người tiến sĩ, cha ta có thể chế tạo lại thuốc giải mọi lúc mọi nơi, và cha ta đã đem theo thuốc giải trong người luôn mà. Ơi tốt quá, bây giờ ta sẽ bắt nó luôn. Ôi, ta quên thuốc giải nè, không có gì xảy ra cho ngon thì bắn đi qua, bắn đi, bắn đi coi. Tại sao không cho ngươi biết mọi thứ trở nên chân thật một cách đáng sợ nữa đâu? Bây giờ ngươi còn làm việc gì nữa nào? Đất quá, nhưng mà ta còn một chai thuốc nữa. Cái gì? Đó là chai thuốc gì vậy? Ngươi tính làm gì? Ta sẽ dùng chai thuốc này quăng vô chính người của ta. Ngươi tính làm gì? Ta còn thua luôn kìa. Là cầm lấy xong rồi cái tay tắt trở nên có đột biến, trời đã tắt trở nên mạnh ra rồi. Cái gì đừng nói là sẽ trở thành một ông tiến sĩ chân thật đáng sợ nha. Ôi trời đất ơi, biến thành tiến sĩ chân thật rồi. Bây giờ hắn đã trở thành tiến sĩ gà không những chân thật, còn đáng sợ nữa. Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ dùng cái súng này bắn lại mày nè. Ôi trời ơi, sao bắn rồi? Không có tác dụng gì hết trơn vậy. Nhưng mà mình vẫn có một bình thuốc giải. Được rồi, bây giờ mình sẽ quăng vô cái người ông tên tiến sĩ này. Trời ơi, ôi da, ai da. Trời ơi, không phải là thuốc giải của mình rồi. Chết rồi, chị đã bị ông lại thuốc giải của em rồi. Giờ sao? Đúng rồi đó. Thôi thuốc giải rồi các bạn ơi. Ơi, sắp hết được chạy rồi tôi gọi. Ôi không, tiến sĩ tổ gà mới là tiến sĩ đại tài. Không thể nào. Ê, người nói cái gì vậy hả? Ôi, là ba của mình, ôi, ba mình xuất hiện rồi. Ôi trời, vậy trời cho con thấy, ai mới là tiến sĩ đại tài? Lợi lộng dạng này sao? Đúng rồi, là cha của ta đó. Ôi, cha cầm khẩu súng gì vậy? Đây chỉ là khẩu súng mà ta đã gắn thuốc giải vào, và ta đã nhân nó lên cấp độ 1000. Cấp độ 1000 luôn sao? Cái gì? Không thể nào. Đó đó. Ôi, ba mình, ôi, ba mình chuẩn bị tiêu diệt thằng kia, các bạn nhìn kìa. Vậy là ông tiến sĩ ông sẽ trở lại bình thường sao? Ơ, đúng như mình nghĩ, ông nằm một đống luôn rồi. Nhiệm vụ của ta đến đây là hết rồi, bây giờ con hãy dùng cái súng này biến mọi thứ trở lại bình thường đi. Ôi, con cảm ơn cha nhiều nha. Được rồi, ta đi thôi. Ba mình đúng là tuyệt vời thiệt mà. Được rồi, còn bây giờ mình sẽ biến cái thế giới game Minecraft mình trở lại bình thường bằng cách mình sẽ vận nổi công cái súng này lên và hai cha. Woohoo, Minecraft trở về bình thường rồi đi Nami ơi. Tuyệt vời quá chị Nami ơi. Hồi thấy sao vậy? Gọi là phát minh của ba em có xịn không hả? Được rồi. Ui, còn cái ông tiến sĩ đâu rồi? À, ông nằm một đống kia kìa. Trời, trả thù. Trả thù nè. Thôi được rồi, xử công rồi chị Nami ơi. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi nào. Ok, thì Minecraft thân yêu của chúng ta đã trở lại bình thường rồi các bạn ơi. Nhờ vào cây súng của ba mình đã chế tạo. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích Minecraft như bình thường này thì đừng quên like và subscribe cho video này cũng như là comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Nhớ là coi video chân thật này một lần nữa nha các bạn. Bấm vô đây này, coi trước khi kết thúc video, tôi sẽ cho các bạn coi hình dạng của chị Nami hồi nãy vô cùng dễ thương. Chị Nami cho mọi người coi lại coi. Trời ơi, Nami trở thành con mèo. Nami dễ thương rồi, chị Nami dễ thương quá chị Nami ơi. Thôi được rồi, bye bye mọi người đi chị Nami ơi. Bye.